channel của người Việt USA. Hôm nay là một ngày chủ nhật của đầu tháng 5, mình đang có mặt tại chùa Di Lạc, thành phố San Jose, California. Thì hôm nay có một sự kiện rất là đặc biệt. Tháng 5 là tháng Phật sinh, là Phật sinh ra đời, và tháng 5 cũng là ngày lễ của mẹ. Và hôm nay để có một cái sự kiện rất là quan trọng của Di Lạc, đó chính là Đại Ngài Sư Tây Tạng tới đây mà mình thiết kế tạo dựng công trình các Phật Đà La. Phật Dược Sư sẽ như thế nào? Phật Tử Bát Đà La, Phật Dược Sư là tượng trưng cho vị Phật có thể mang lại nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui cho gia đình của các người. Phật Sư và Phật Dược là thuốc, thầy thuốc có thể chữa được cái căn bệnh cho người. Hôm nay mình sẽ đi và sẽ quay video xem các thầy sư thầy. Kiến tạo Mạng Đà La Phật Dược Sư. Thì Mạng Đà La Phật Dược Sư này là biểu tượng và biểu trưng cho một cái sự chữa lành vết thương, chữa bệnh của Phật Dược Sư. Dược Sư là về sức khỏe mà về chữa bệnh, mà mong muốn là cho mọi người có một sức khỏe an khang thịnh vượng. Các Mạng Đà La này sẽ được làm hàng ngày từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, và phải làm trong vòng 4-5 ngày gì đó. Mà sau khi đó là được mọi người sẽ được có thể chiêm ngưỡng các Mạng Đà La.
Đây là những ngày xưa tôi đã và sẽ dùng hết những cái kinh nghiệm và những tâm huyết của mình, những cái sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối đến từng mm để tạo nên bức tranh Mạng Đà La bằng cát, bức tranh cát Mạng Đà La. Để các bạn có thể thấy này. Khi mà hoàn thiện thì bức tranh sẽ bức tranh tác nó sẽ như thế này. Đây là mình thấy là rất nhiều những cái loại cát, màu sắc khác nhau, xanh, đỏ, vàng, xanh da trời, trắng, tùy theo những cái bức tranh màu sắc nào mà sẽ có cái loại cát mà tương ứng với cái màu đó. Đây là cái con pa để quay những hình tròn. Thì cuối tuần này chùa Di Lạc sẽ có lễ Phật đản luôn, nên là mọi người nhớ theo dõi lễ Phật đản này, để cho người chiêm ngưỡng Phật ngọc này, xong rồi chiêm ngưỡng Mạng Đà La, rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa tại thành phố San Jose trong cái tháng lễ Phật đản mừng Đức Phật thành đạo. Chia cát là mình có hai cái dụng cụ, một là để gõ nhẹ vô để cho cát nó ra, nó chảy xuống chút xíu rất là kỳ công. Đây là cát Mạng Đà La. Cát này là có công dụng là thể chữa bệnh. Sơn mang mã đạo tràng.
tổ nhân nhiều kỳ. Weekend thì ở chùa Di Lạc hay có phát đồ ăn miễn phí cho những ai mà 65 tuổi, 60 tuổi trở lên, rất là đông. Dạ. Thứ 6, thứ 7. Thường là sẽ có 200 cho tới 300 người tới ăn bữa ăn dinh dưỡng hàng tuần, rất là đông, các bạn thấy không? Yeah. Người sẽ xếp hàng đâu đó từ 11 giờ cho tới 1 giờ tại chùa Di Lạc nhé các bạn nhé. Ở đây mình thấy là có cả đàn cá trống này. Rất là đông. Hai chú trống đâu mà mái hết.